Rồi bữa nay mình qua sửa flyer 2 new format reading test 2. Cái format này từ năm 2018 ha các bạn áp dụng. Rồi ok, mình qua test 2 part 1 ha, reading and writing. Tiếp tục, các bạn làm gì? Đầu tiên mình sẽ đọc mấy cái từ vựng ha các bạn theo chiều kim đồng hồ. A chemist, tìm thuốc tây. A chemist, a project, dự án. A project, a bin, thùng rác. A bin, thùng rác. An astronaut, phi hành gia. An astronaut. Insects, côn trùng. Insects. Eagle, đại bàng. Eagles. A tortoise, là gì? Con rùa. A tortoise. Scissors, cây kéo. Scissors. A journalist, phóng viên. A journalist. A nest, cái tổ. A nest. Glue, hồ hoặc là keo. Glue. A factory, nhà máy. A factory. Police officer, viên chức cảnh sát. Police officer, cảnh sát. A gym, phòng tập thể hình. A gym. A camel, lạc đà. Lạc đà chứ không phải Đà Lạt nha. Ok. Rồi, ví dụ this person work in space and might travel to another planet. Cái người này thì làm việc ở trong không gian và có lẽ di chuyển đến một hành tinh khác. Vậy là an astronaut, phi hành gia. Không phải gia hành phi. No, phi hành gia. Gia hành phi cái gì? Rồi, number one. This animal moves slowly and can hide its head and legs inside its hard shell. Cái con vật này nó di chuyển một cách rậm rãi và nó có thể trốn cái đầu của nó và cái chân của nó bên trong một cái vỏ cứng của nó. Vậy thì nó là con rùa, quyền rùa, con rùa ha. Rồi, a tortoise. Number two, the people who work in this place making things like cars and computer. Cái người mà làm việc ở chỗ này thì làm những cái đồ vật như là xe hơi hoặc là máy tính. Vậy thì làm việc ở đâu? Ở nhà máy, xí nghiệp. Ở factory. A factory. Number three, when you don't want to keep something, you throw it in this. Khi mà bạn không muốn giữ một cái thứ gì đó thì bạn ném nó vô trong cái này. Mình không muốn giữ thì mình ném vô trong giỏ rác, thùng rác, a bin. Number four, birds build this in a tree for their eggs and their babies. Những con chim nó xây cái này ở trên cây để cho trứng của nó và cho con của nó. Vậy con chim xây cái gì? Xây tổ, a nest. Number five, you can buy things like medicine, soap and shampoo in this place. Bạn có thể mua những cái thứ như là thuốc tây, xà phòng hoặc là dầu gội đầu ở chỗ này. Thì ở nước ngoài là ngay chỗ tiệm thuốc tây á các bạn là nó bán đủ hết ha. Nhưng mà Việt Nam mình tiệm thuốc tây như bán thuốc không à, không có bán xà bông gội đầu với xà phòng là hơi hiếm ha. A chemist. Là number 6, this big animal can walk for a long time in hot dry places. It can carry people or heavy things. Cái con vật bự này thì có thể đi bộ trong một thời gian dài ở trong những cái nơi khô và nóng. Nó có thể mang người ta hoặc là những cái đồ vật nặng. Vậy là con đà lạc. Con lạc đà. A camel. Number 7, you can use this when you want to cut paper or your hair. Bạn dùng những cái này để nếu khi mà bạn muốn cắt giấy hoặc là cắt tóc. Vậy là dùng kéo ha. Scissors. Number 8, this person tried for new paper or website about things that have happened. Cái người này viết cho cái tờ báo hoặc là trang web về những cái vật mà nó xảy ra. Vậy là phóng viên, journalist. Number 9, people play games and do sports in this building. Người ta chơi trò chơi và làm thể thao, tức là gì? Chơi trò chơi hoặc là chơi thể thao ở trong cái nhà này. Vậy thì mình đi vô nhà nào? Nãy giờ mình đọc chỉ có một cái phòng phù hợp là phòng gym. Ok, ở gym, phòng tập thể hình. Rồi, number 10, butterflies and beetle. Example of this.
bigger animal like frog eat them. Con bướm nè, hoặc là những con bọ nè, là cái ví dụ của những cái này. Những con vật lớn hơn như là con ếch thì ăn chúng. Vậy là con bướm với con bọ nó là loại gì các bạn? Côn trùng, insects. Rồi, thầy đọc lại cho các bạn ha. Các bạn dò theo, nhanh hơn một tí. This person works in base on my travel to another planet. This animal moves slowly and can hide its head and legs inside its hard shell. The people who work in this place make things like cars and computers. When you don't want to keep something, you throw it in it. Birds build this in a tree for their eggs and their baby. You can buy things like medicine, soap, and shampoo in this place. This big animal can walk for a long time in hot, dry places. It can carry people or heavy things. You can use this when you want to cut paper or your hair. This person tries for newspaper or website about things that have happened. People can play and do sport in this building. Butterflies and beetles are examples of this. Bigger animals like frog eat them. Okay, xong part 1 ha. Rồi ok, mình qua part 2 5 question. Helen has started to learn to play the drum. Helen học để chơi trống ha, bắt đầu học chơi trống. What did Helen say to Cathy? Helen đã nói gì cho Cathy? Read the conversation until the best answer. Đọc cái đoạn hội thoại ha và lựa cái câu trả lời thích hợp. Write a letter A to H for each answer. Ok, ở đây thì mình sẽ điền vào sao cho nó hợp, nó tạo thành một đoạn hội thoại có nghĩa ha các bạn. You do not need to give on the letter day one example. Tức là bên kia nó sẽ có dôi dư ra. Bạn không cần phải xài hết và nó có cái ví dụ. Rồi Cathy sẽ nói gì đây? When did you start having drum lessons? Khi nào thì bạn bắt đầu học trống? Có bài học trống thì đáp án người ta đã xài ví dụ là D rồi ha. Ok, vậy mình qua bên đây, mình đánh dấu vô thì ở đây nó đã đánh dấu rồi. Như vậy chút xíu bạn chọn cái nào bạn nhớ bạn đánh dấu vô để mình đừng mất công tốn thời gian đọc lại. Number one, Cathy nói how often do you practice the drum? Vậy chứ bạn có thường thực hành hoặc là thực tập cái chơi trống không? Luyện tập á, thì khi mà bạn dạo từ trên xuống dưới câu hỏi how often thì mình để ý tới cái gì mà có every á các bạn. Nè, câu tri nè. I should do it every day, but sometimes I forget. Thì như vậy mình chọn câu G là cái câu trả lời vô vị trí số 1 thích hợp ha. Tôi thì nên chơi nó mỗi ngày ha, nhưng mà thỉnh thoảng thì tôi cũng quên. Đó là cái câu trả lời của người ta đó. Ok, G vô số 1 ha. Tôi nên chơi trống mỗi ngày, thỉnh thoảng thì tôi quên. Rồi tiếp tục mình qua. Where do you practice the drum? Ok, vậy bạn chơi trống ở đâu? Bạn thường luyện tập á, trống ở đâu? Đây là cái chỗ mà nơi chốn. Thì bạn qua bên kia, bạn kiếm cái chỗ nào mà nó có trả lời cho cái nơi chốn á, thì mình điền vào. Ok, vậy mình qua bên đây mình coi nó là cái gì các bạn. Ngay ra cái mục A là in the basement because the drum are very noisy. Basement là một cái địa điểm, như vậy mình chọn là thích hợp ha. Tôi chơi ở dưới tầng hầm. Ok, bởi vì trống thì rất là ồn. Ok, rồi câu số 3. What's your drum teacher like? Cái ông giáo viên, thầy giáo hoặc là cô giáo mà dạy trống của bạn thì trông như thế nào? Mình có what chấm 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 like là như thế nào, ra sao. Vậy thì mình kiếm cái nào mà nó có thông tin là già hay trẻ, vui hay tính hay là không. He amazing drum player and very cool. Đây nè, ông ấy là một cái người mà chơi trống rất là tuyệt vời và very cool, rất là ngầu ha. Ok, chơi hay tuyệt vời luôn á, thì mình sẽ điền vô là C ngay chỗ này. Ok, nãy giờ thầy nhắc các bạn là khi mà các bạn chọn á thì các bạn sẽ đánh dấu vô ha. Tại thầy có đánh dấu bằng cái này rồi cho nên nó thầy vẫn nhìn thấy. Còn các bạn thì bạn gạch như vậy đó. Mình đừng khỏi mất công đọc lại. I really like pop music. Cathy mới nói tôi thật sự thích nhạc pop. Vậy thì bên kia nó sẽ là một cái gì bạn? Nhận xét chung chung. Vậy tôi cũng thích hay là không thích hoặc là gì đó. Thì mình có câu hát me too, but rock music is my favorite. Tôi cũng thích, tức là có nghĩa là tán đồng ha.
Tôi cũng vậy đó. Vậy ngay chỗ này tôi thì cũng thích nhạc pop, nhưng mà rock music. Nhưng mà nhạc rock á thì á nó cũng là cái yêu thích của tôi. Rồi tiếp tục câu số 5. Would you like to play drum in a band? Bạn có thích chơi trống ở trong ban nhạc không? Câu số 5 là ta hỏi, Cathy nói như vậy thì mình sẽ là yes hay no. Câu trả lời của mình là đồng ý hay là không đồng ý thì sure, but I don't know anyone else who play an instrument. Rồi, chắc rồi. Nhưng mà tôi không biết bất kỳ người nào khác, những cái người mà chơi những cái loại nhạc cụ á. Thì như nghe như này, sure có nghĩa là yes nè. Rồi, cái ý chỗ này nó sẽ liên quan ha. Rồi thầy điền xong rồi thầy quay trở lại thì giải thích cho các bạn lại ngay chỗ đó. Bạn nếu mà bạn chọn những cái khác thì nó sẽ không hợp lý. Ví dụ mình còn lại những cái như thế này. Thứ nhất là because là không phải. Chừng nào hỏi why thì mới là because ha. Rồi no, they are at 5 o'clock on Monday cũng không phải luôn. Mặc dù là yes no nhưng mà no tới đây được rồi. Là tôi có nghĩa là tôi không có thích chơi trong ban nhạc. Nhưng mà they are at 5 o'clock on Monday nó không liên quan gì hết. Như vậy thì cái ý đó nó không đúng. Như vậy bạn sẽ phải quay qua bạn chọn E là mới đúng ha. Vậy thì ở đây mình dư ra hai câu nè, các bạn thấy không? Rồi, ok, bởi vì cái này nó hơi hơi khó chạy qua chạy lại cho nên thôi mình khỏi bỏ qua cái phần mà đọc lại đi ha các bạn ha. Ok, xong part 2 ha. Để thầy quay xuống. Ok. Rồi, ok, mình qua part 3. Six questions. Read the story. Choose a word from the box. Write the correct word next to number 1 to 5. There one example. Đọc cái câu chuyện rồi chọn cái từ từ cái ô và viết chúng kế bên cái số 1 tới 5. Có một cái ví dụ. Mình thành nhìn thấy một cái hang động gì đó. Ở đây có mấy chiếc thuyền. Rồi. Mình sẽ có những cái từ entrance, lối vào. Entrance, lối vào. Người ta đã xài rồi. Vậy các bạn lấy cây viết bạn đánh dấu vô. Worry, lo lắng. Worry, lo lắng. Heard, quá khứ của hear là nghe. Heard, hear, heard, heard. Silver, bạc. Silver. Path, đường mòn. Path, đường mòn. Ago, cách đây. Ago. Tomorrow, ngày mai. Tomorrow. Dark, tối. Dark. Month, là tháng. Month. Heat, là quá khứ của hai, là trốn. Hai heat, hai heat. Rồi vô câu chuyện đọc và điền vào thôi ha. Henry class at school were learning about caves, so the geography teacher, Missy Park, decided to take the class to visit one. Cái lớp học của Harry ở trường thì đang học về hang động. Vì vậy, cái giáo viên về địa lý là cô Park đã quyết định dẫn lớp đi thăm một cái. Nãy thầy đoán đúng ha, trên đó là hang động, one này là thế cho cave. They caught a special bus to the entrance of an enormous cave. Ok, họ đón một cái xe buýt đặc biệt để đi đến lối vào của một cái hang động khổng lồ. Enormous là khổng lồ. Enormous cave, hang động khổng lồ. There, they had to put on helmet with torches on them because the cave were really chấm 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 inside. Rồi các bạn nào mà nhớ cái từ này thì cái chỗ câu số 1 mình điền rất là dễ ha. Ở đó thì họ phải đội mấy cái mũ bảo hiểm mà nó có cái torch. Torches là gì các bạn? Đèn pin ở trên đầu. Bởi vì hang động thì sao mà mình cần đèn pin? Hang động thì đá tối đúng không? Mới cần đội cái nón mà có đèn pin chứ. Thấy không? Chỉ cần nhớ được cái chữ torches, nhớ nghĩa này thôi là tự nhiên là mình làm được câu 1. Tiếp tục, without torches they couldn't see anything. Nếu mà bạn nào không nhớ thì ở đây người ta giải thích luôn, dễ vô cùng. Nếu mà không có cái torches là cái gì đó, lỡ mình quên từ vựng đi, thì they couldn't see anything, họ không thể nhìn thấy cái gì. Vậy torches này là đèn pin ha. First, they went down some steps. Họ đi xuống một vài bậc. Then they walked along and saw some interesting rock. Và rồi họ đi dọc theo một cái gì và nhìn thấy một vài cái hòn đá, nó rất là thú vị. Ở đây nè các bạn, đi dọc theo một cái, hồi nãy ở trên đây chỉ có một cái chữ path là hợp nghĩa thôi, là đi dọc theo một cái con đường mòn. Path này là một cái lối đi á, một cái đường mà đường nhỏ đó các bạn. Và họ nhìn thấy một vài cái hòn đá thú vị. Missy Park says many years pirates kept their treasure here. Ở đây người ta dùng thì quá khứ ha,
là chữ kept, động từ kept là quá khứ của keep. Vậy ngay chỗ này mình điền được là many years ago, cách đây rất là nhiều năm. Thì cướp biển đã để cất giấu kho báu ở đây. We might find some gold. Chúng ta có thể tìm thấy một ít vàng đó. They arrived at a small lake where some boats are waiting. Họ đến một cái hồ nhỏ, cái nơi mà có một vài chiếc thuyền đang đậu. Ok, hồi nãy mình nhìn ở trên cái hình trên có thuyền luôn á ha. Rồi, Missy Park said, "This boat will take us to the exit of the cave." Rồi cái thuyền này thì will take us to the exit of the cave. Đến cái lối ra của hang động. Harry got into one of the boats and saw something in the water. Harry đi lên một trong những chiếc thuyền và anh ấy nhìn thấy một cái gì đó ở dưới nước. Look, I found some money. Nhìn nè, tôi đã tìm thấy một cái gì đó, một cái tiền mà ở phía trước này mình phải cần một cái tính từ hoặc danh từ mà nó bổ nghĩa cho money. Thì kho báu thì nó phải là tiền. Tiền gì các bạn? Hoặc nếu không các bạn quay lên các bạn làm vậy. Ok, mình sẽ thế ha. Bằng phương pháp thế thì các bạn sẽ cũng tìm ra thôi. Hồi nãy chữ past mình xài rồi ha. Chữ ago mình xài rồi nè. Chữ dark mình xài rồi. Vậy các bạn ghép từng chữ vô với chữ money thì worry money là không được, hết là không được, silver là ok rồi, tomorrow không được, money không được, hit không được. Vậy chỉ còn chữ silver là hợp nghĩa thôi. Tôi nhìn nè, ok, Harry nó nói là tôi đã tìm thấy một vài đồng tiền bạc. Tại ngày xưa đó là cướp biển mà, kho báu của cướp biển cho nên còn để lại tiền đó. Rồi ok, mình qua trang ha. Tiếp tục, I don't think a pirate money here. Tôi không nghĩ a pirate là một cái tên cướp biển thì nó lại cái tiền ở đây. Vậy thì nó làm gì? Ở đây mình có chủ ngữ là I don't think là một cái vế rồi ha. A pirate là chủ ngữ nè. This money here là tân ngữ. Vậy ở đây cần một động từ. Thì bạn lại tiếp tục dùng phương pháp như nãy mình thế vô từ từ thì nó chỉ có chữ hit là hợp nghĩa thôi. Tôi không nghĩ là cướp biển lại giấu cái tiền ở đây. It's very new, said Harry. There were a shop near the bus stop. Có một cái cửa hàng ở gần cái bến, cái trạm dừng xe bus. Harry used money to buy some sweets and ate them with his classmates. Harry sử dụng cái tiền đó đó để mua một ít kẹo và ăn chúng với bạn bè. Rồi như vậy mình chọn, làm tới đây rồi thì mình chọn câu chuyện. Cái này nó không có bị quên bởi nó có cái khúc ở dưới đây. Còn bên mover nó dễ quên là tại nằm riêng. Now choose the best name for the story. Tick one box. Ok, Missy Park drive a boat. Cô Park thì lái thuyền. Không có nói tới, có nói cô Park là giáo viên dạy địa lý, không có nói cô lái thuyền. Harry find the pirate treasure. Harry tìm thấy kho báu của cướp biển. Ok, Harry tìm thấy cái gì các bạn? Hả? Harry tìm thấy, có tìm thấy kho báu của cướp biển không? Tìm thấy con đồng bạc à, kho báu đâu? Đồng mà đồng bằng bạc nữa chứ. Cho nên là không phải. Rồi, the class explore the cave. The class explore a cave. Cái đáp án này nó sẽ đúng nhất. Nếu mà bạn, cái câu, cái bên flyer nó hơi khó hơn. Ba cái đáp án này mình loại được một cái này sai rõ ràng ha các bạn. Cái này nè, các bạn có thể sẽ nhầm là bạn chọn Harry find the pirate's treasure. Nhưng mà cái ý này nè, nó không có sai rõ ràng. Nhưng mà các bạn sẽ chọn giữa hai ý này thì cái ý ở dưới nó đúng nhiều hơn. Đó là cái lớp học thì khám phá hang động. Nó đúng hơn là Harry tìm thấy kho báu. Bởi vì Harry chỉ tìm thấy có một cái đồng bạc thôi, chứ không phải là cả một kho báu. Ok, rồi thầy đọc lại cho các bạn ha. Các bạn dọn theo. Harry class at school were learning about cave. So the geography teacher, Missy Park, decided to take the class to visit one. They caught a special bus to the entrance of an enormous cave. There they had to put on helmet with torches on them because the cave was really dark inside. Without torches, they couldn't see anything. First, they went down some steps. Then, they walked along a path and saw some interesting rocks. Missy Park says, many years ago,
pirates kept their treasure here, we might find some gold. They arrive at a small lake where some boats are waiting. Missy Park says, the boat will take us to the exit of the cave. Harry got into one of the boats and saw something in the water. Look, I found some silver money. I don't think a pirate hid this money here. It's very new, said Harry. There were a shop near the bus stop. Harry used money to buy some sweets and ate them with his classmates. At the end of the story, xong ha. Câu chuyện khám phá hang động, lụm được đồng tiền mua kẹo, thật là thú vị. Rồi mình qua part 4, 10 questions, read the text, choose the right word and write them on the line. Đọc cái bài test ha, là chọn cái từ đúng và viết chúng ở trên cái đường kẻ. Mình sẽ học về kites. Nhìn cái hình biết là gì rồi, con diều đúng không? Rồi đọc bài thôi. Kites have been popular for over 2,000 years. Những cái con diều á, thì nó rất là phổ biến hơn 2,000 năm. Some people think that the first kites were made leave from tree. Ở đây mình có to be made. Ở đằng sau mình có một cái loại vật liệu, thì các bạn học thuộc lòng liền cho thầy to be made of là được làm từ đúng không? Rồi vậy ngay cho nên mình điền vô là of. Ok, to be made of. To quá, đợi thầy tí xíu nha. Số 12 thôi. Rồi, to be made of, được làm từ lá cây hoặc là cây. Kai can be different shape and sometimes they can look like animal or strange creature. Rồi ở đây nè, different shape là hình dáng mà chúng ta đếm được, nó ở hình thức số nhiều. Cho nên mình qua bên đây can be, mình lựa ha. Any hoặc là every là cộng với danh từ số ít hết, chỉ có many thôi là nhiều cái hình dạng khác nhau. À, thỉnh thoảng thì chúng trông giống như cái gì đây? Mấy cái con thú hoặc là những cái sinh vật nó kỳ lạ. They can be really small or enormous. Cái chữ enormous sẽ rất là hay, các bạn nhớ học thuộc lòng để mình viết ở trong bài điểm cao. Nói cũng vậy, khổng lồ ha. Chúng nó thật sự có thể thật sự nhỏ hoặc là thật sự khổng lồ. Is it often difficult to fly a kite for a long time? Ở đằng trước mình có một cái vế. Thường thì khó để thả cái con diều, bay con diều thì mình dịch là thả, nó hợp lý hơn ha. Cho một cái thời gian dài, for a long time. There has to be enough wind. Ở đằng sau này là phải có gió mạnh. Bạn thấy ở đây nó có một cái quan hệ nhân quả, tức là khó để thả diều bởi vì phải có gió mạnh. Vậy ngay chỗ này mình điền vô là because. Còn qua bên kia bạn thấy mấy cái còn lại nó không hợp nghĩa nè. Why là trong khi, thì cái thằng why này nó phải đi với hai cái thì tiếp diễn. Trong khi tôi làm việc này thì anh ấy làm việc kia. If là nếu, thì ở đây nó là because là đúng nhất ha các bạn. Rồi ngay chỗ này mình đánh dấu vô. Các bạn có thời gian thì các bạn đánh dấu, không mấy thì các bạn cứ lấy cây viết nè. Bạn đánh cái nhẹ nhàng mình đã chọn rồi. Để hồi mình làm dấu mình xem lại thôi chứ cũng không có quan trọng. Quan trọng là trong bài thi á, là người ta sẽ dép ngay chỗ mà bạn viết vô đúng cái từ ngay đây nè. Rồi tiếp tục ha. It can take a lot of practice to learn to fly a kite. Ở đây vị trí này là cuối cùng, cho nên chúng ta sẽ cần một cái trạng từ câu này đủ thành phần ha. Có thể mất rất là nhiều cái sự luyện tập để học thả diều. Cần một cái trạng từ gì mà bổ nghĩa thả diều gì? Thả diều. Else là khác, thả diều khác, thả diều. Ever, cái này đi với thì hiện tại hoàn thành và không đứng ở vị trí được, vị trí nó phải nằm ở ngay ở giữa câu. Vậy chỉ còn wow, thả diều giỏi thôi ha. Thả diều hay, thả diều tốt. Rồi vậy ngay chỗ này mình điền vô là wow. Tiếp tục, kai are always toy for children. Ở đây mình có kai là chủ ngữ, a là động từ, rồi mình có trạng từ luôn. Vậy thì chỉ always này là trạng từ rồi, mình chỉ còn có thể điền một cái gì đó vô phủ định lên thôi ha. Còn mấy kia là không hợp nghĩa nè. Ok, mình điền thử ha. No thì đứng trước danh từ, nothing là đại từ, không được, nó phải đứng sau to be. Còn thằng này vậy mình điền dùng not. Tại sao? Kai are not always toys for children.
Tức là diều thì nó không phải luôn là đồ chơi dành cho trẻ em. A lot of grown-up love flying... to. Ở đây có nhiều diều vậy, ngay đây chắc chắn là đầm. Mình suy đoán ngay chỗ này nè. Thầy chưa cần nhìn luôn, khai là nhiều con diều. Vậy thì thả gì? Thả chúng. Còn nếu ở trước này mà là ít thì một con diều thì ở đây mình sẽ chọn đại từ là ít ha. There are special racing kites that people use in competition. Cũng có những cái cuộc đua diều đặc biệt mà người ta sử dụng trong cuộc thi. In some country, there are huge kite festival. You can see 100 kites in the air at the same time. Vậy cái này là một nơi chốn thì bạn sẽ dùng là where. Đúng không? Ở một vài quốc gia thì cũng có một những cái lễ hội mà thả diều lớn. Nơi mà. Ok, mình ngay chỗ này mình dùng where ha. Bạn có thể nhìn thấy hàng trăm con diều ở trên trời cùng một lúc. Some clever people have also kite to learn more about the weather. Vậy ở đây mình có chủ ngữ have also. Ở đây là kite thì mình sẽ cái gì đây? Thì gì mà có have cộng? Ở mấy sau này qua thử ha, past participle nè. Vậy past participle là động từ có quy tắc thêm ed, bất quy tắc lấy cột thứ ba. Ở đây mình có động từ thêm ed. Còn have you không được, have using không được, chỉ có use thôi. Nhớ thì hiện tại hoàn thành là chủ ngữ cộng have hoặc has cộng past participle. Bạn nào chưa nhớ tí xíu ông lời ngữ pháp ha. Một vài người thông minh, một ngày vài người thông minh thì cũng sử dụng con diều để know more about the weather, để biết về thời tiết. They put special camera on kite to help help ai, help gì, help us, help gì. Mình vô về coi ở đây nó có. Dễ quá, đúng ra ngay chỗ này help đâm cũng được ha. We là đại từ đóng vai trò chủ ngữ, vậy nó không đứng ngay chỗ đó được. Our là tính từ sở hữu không được, vậy chỉ còn help us thôi. Ngay vị trí này họ đặt những cái camera lên con diều để giúp cho chúng ta know, find out about places that are too difficult or dangerous to on the ground. Rồi ngay đây mình có một cái trạng từ, một cái giới từ là to, thì sao nó phải là một động từ nguyên mẫu. Họ đặt những cái camera đặc biệt lên con diều để giúp chúng ta biết những cái nơi mà nó khó hoặc là nguy hiểm để khám phá trên mặt đất. Ngay chỗ này động từ nguyên mẫu là explore. Exploring động từ thêm ed không được, explore thêm ed này là cũng không phải. Như vậy chỉ có to explore. Ok. Rồi xong ha. Rồi vậy tiếp theo thì Sophie sẽ đọc và các bạn dò lại ha. Mình về mình tập đọc. Ok. Flyer to take to part 4 kites. Kites have been popular for over 2,000 years. Some people think that the first kites were made of leaves from trees. Kites can be many different shapes, and sometimes they can look like animals or strange creatures. They can be really small or enormous. It is often difficult to fly a kite for a long time because there has to be enough wind. It can take a lot of practice to learn to fly a kite well. Kites are not always toys for children. A lot of grown-ups love flying them, too. There are special racing kites that people use in competition. In some countries, there are huge kites festivals where you can see hundreds of kites in the air at the same time. Some clever people have also used kites to learn more about the weather. They put special cameras on kites to help us find out about places that are too difficult or dangerous to explore on the ground. Well done, Sophia. Thank you. Flyer to take to part 4 kites. Kites have been popular for over 2,000 years. Some people think that the first kites were made of leaves from trees. Kites can be many different shapes, and sometimes they can look like animals or strange creatures. They can be really small or enormous. It is often difficult to fly a kite for a long time because there has to be enough wind.
It can take a lot of practice to learn to fly a kite well. Kites are not always toys for children. A lot of grown-ups love flying them, too. There are special racing kites that people use in competition. In some countries, there are huge kite festivals where you can see hundreds of kites in the air at the same time. Some clever people have also used kites to learn more about the weather. They put special cameras on kites to help us find out about places that are too difficult or dangerous to explore on the ground. Well done, Sophia. Thank you. Ok, mình tiếp tục qua part 5, 7 questions. Look at the picture and read the story. Try some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2, 3 or 4 words. Ok, như vậy mình nhìn vào bức hình, đọc câu chuyện và viết một vài từ để hoàn tất các câu về câu chuyện. Và bạn có thể sử dụng 1, 2, 3 hoặc tối đa chỉ là 4 từ. The golf ball là quả bánh, bóng, đánh golf, đánh golf ha. Môn thể thao quý tộc ha các bạn ha. Rồi ở Việt Nam mà bạn chơi cái này thì mắc tiền lắm, mình không có tiền chơi, một năm hội phí nó khoảng vài trăm triệu dành cho người giàu. Ok, câu chuyện có nội dung như sau. Richard and Elma are friends. Richard và Elma là bạn bè. One day, Richard said, một ngày nọ Richard nói, Elma, would you like to play golf? Elma ơi, có muốn chơi golf không? Yes, says Elma. Elma trả lời vâng. Let's go to the park by the river. Chúng ta hãy đi đến, let's us ha các bạn. Chúng ta hãy đi đến công viên kế bên, by này là bên cạnh bờ sông, bên cạnh con sông. Elma were brilliant at golf, and the ball went a really long way when she hit it. Ở đây hit it, mình nói em qua hit it. Rồi, Elma thì là một cái người mà chơi rất là giỏi, đánh golf giỏi ha. Were brilliant at something something là rất là giỏi về cái gì đó. Và quả banh thì quả bóng á, bay một cái đoạn đường dài khi mà cô ta đánh nó. Richard and Elma saw the ball bounce one on the grass. Richard and Elma nhìn thấy trái banh bounce là nó nảy lên. Tức là ngày xưa ở Star mình học chữ bounce là dập bóng á các bạn. Thì cái trái bóng nó dập xuống đất rồi nó tưng lên thì gọi là bounce. Một lần ở trên mặt cỏ. Ok. Then they saw it fall into the river. Oh no, said Elma. Và rồi họ nhìn thấy nó rơi xuống dưới sông. Ôi không, Elma nói. The children saw a man who were fishing. Our golf ball went into the river. Can we borrow your net to get it, please? Asked Elma. The man agreed. Lũ trẻ nhìn thấy một người đàn ông, cái người đang câu cá. Quả banh của chúng tôi, quả banh đánh golf á, thì đã rớt xuống dưới sông rồi. Chúng cháu có thể mượn cái lưới để lấy nó lên không ạ? Elma hỏi và người đàn ông đồng ý. The children thanked the man and went to find the ball. Lũ trẻ thanked. Ok, chữ này mình đọc là thanked. Rồi các bạn đọc nhanh. Thanked the man. Lũ trẻ cảm ơn người đàn ông và đi tìm quả bóng. I can't see the ball from here, Elma said. Tôi không có nhìn thấy quả bóng từ ở đây, Elma nói. I know. If we stand up there on that bridge, we can see better. Oh, tôi biết rồi. Elma mới nói ha. Said Elma. Tôi biết rồi, nếu mà chúng ta đứng ở đằng kia ở trên cây cầu thì chúng ta sẽ nhìn thấy tốt hơn. Good idea. Bạn có thể nói em qua là good idea. Said Richard. Let's try. Oh, Richard nói thật là một ý kiến tuyệt vời. Chúng ta hãy thử ha. Let's này tiếp tục là các bạn. Let's us nha. Ok, us là tân ngữ của we. Như vậy chúng ta sẽ là let's us là chúng ta hãy ha. Thử. So they stood on the bridge and tried to get the ball with the net. Then Elma had fell up her head and into the river too. Và rồi bọn họ đứng ở trên cầu và cố gắng lấy cái trái banh với cái lưới. Và rồi cái nón của Elma lại rớt xuống, fell up her head là rớt ra khỏi cái đầu của cô ấy và rớt xuống dưới sông. Cũng, chữ to này là nằm cuối cùng, mình dịch là cũng ha. Nhưng mình dịch thuận cái này lại là sau đó hoặc là và rồi cái nón của Elma cũng rơi ra khỏi đầu của cô ấy vào sông, vào sông, dòng sông. But then a woman walked past with a friendly dog. Suddenly the dog jumped into the river and fetched both the ball and the hat.
The kid decided to stop playing golf and threw the ball for the dog instead, which were much more fun. Nhưng mà rồi một cái người đàn bà đi bộ ngang qua với một con chó rất là thân thiện. Đột nhiên con chó nhảy xuống dưới nước, lấy cả cái quả bóng bot nè, bạn nhớ cấu trúc bot A N B rồi. Fetch này là bằng get, bạn cứ nhớ về đi là dễ. Lấy cả cái quả bóng và cái nón. Lũ trẻ quyết định ngừng chơi golf và ném cái quả bóng cho con chó thay vì như vậy. Mà cái đó đó nó more fun, tức là nó vui hơn. Rồi tiếp tục. Như vậy nội dung câu chuyện là mình vừa mới xong rồi ha. Bây giờ mình qua bên phần bên đây mình coi câu hỏi ha các bạn. Rồi ok, vậy mình qua bên câu ví dụ. One day Richard invited to play golf with him. Invite ai? Elmer ha các bạn. Trong bài mình là quán để một ngày nọ, Richard invited là mời Elmer to play golf with him, chơi golf với anh ấy. They decided to play in the park that were Họ quyết định chơi ở một cái công viên mà cái công viên đó đó nó thì sao? By the river, kế bên con sông. Rồi number one, when Elmer hit the ball, it went a very Vậy hồi nãy mình thấy nè, ở ngay cửa giờ này nè, thì the ball went a really long way when she hit it. Như vậy là khi mà Elma đánh cái banh á thì sao các bạn? Nó đi rất là xa, tức là nó went a really long way. Bên đây người ta cho very rồi thì mình điền chữ long way vô thôi hả, một cái đoạn đường dài. Câu số 2, the ball fell after its bounce cái này bạn đọc là bounced once on the grass. Ok, the ball fell, cái banh thì nó fell, nó rớt xuống đâu hả? Sau khi mà nó nhảy tưng lên một lần ở trên cỏ thì như vậy ngay bên đây mình thấy là they saw it fall into the river. Vậy ngay chỗ này mình điền vô là into the river. Cái trái banh á, the ball fell, rớt into the river after it bounced once on the grass, sau khi nó nảy lên một lần ở trên cỏ. Richard and Elmer borrow a from a man who were fishing. Richard và Elmer đã mượn cái gì từ một cái người, một người đàn ông mà cái người đó who này thế cho a man, were fishing, đang câu cá. Thì khi mà lại nè, the children saw a man who were fishing là ngay chỗ này xuất hiện thông tin ha. Our golf ball went into the river. Can we borrow your net to get it, Lý? Vậy mượn cái gì? Mượn cái lưới đó. Đúng không? Câu số 3 mình điền vô là mượn cái lưới. Richard and Elmer borrow a net from a man who were fishing. Ngay chỗ này bạn ghi fishing net cũng được. Và trong bài thì cứ mình kiếm được thông tin mình điền chữ net là mừng rồi ha. Rồi number 4, the children couldn't see the ball, so they decided to go up on the Lũ trẻ thì không có nhìn thấy trái banh, vì vậy họ đã quyết định, decided, nhớ nha. Trong khi mà mình thêm ed vô thì chỉ có hai âm mình đọc là it thôi. Ed á là một là take, hai là did. Đấy, you wanted, decided, wanted, decided. Còn tất cả các chữ còn lại thầy đọc sao các bạn đọc vậy, đừng có đọc it vô nha. Không có bịt thè rồi, không có xịt, không có đồ nha. Kịt nữa chứ, nhiều bạn đọc tùm lum hết, cứ thấy ed là đọc it là không phải. Rồi the children couldn't see the ball, so they decided to go up on the đi lên đâu các bạn? Đi lên cái cầu á, on the bridge. Rồi á, Richard mới khen that's a good idea. Now, good idea tại vì Elma đề nghị nè, if we stand up on that bridge we can see better. Nếu mà lên cây cầu thì mình nhìn thấy tốt hơn, tầm nhìn tốt hơn, cho nên Richard mới khen good idea, thật là một ý kiến hay. Câu số 5, Elmer lost in the water while they were trying to get the ball. Elmer mất cái gì ở trong dưới nước khi mà cô ấy cố gắng lấy trái bóng. Mất trái bóng xong khum xuống thì rớt cái gì nữa. So they stood on the bridge and tried to get the ball with the net. Then Elmer had, đó cái nón của Elmer nè, fell off her hat, rớt ra khỏi đầu, and into the river too. Vậy thì Elma bị mất thêm cái nón nữa ha. Ok, ngay chỗ này Elma lost her head in the water while they were trying to get the ball. Number 6, the woman fetched the ball. Ở đây mình có động từ chính là fetched. Ở đây mình đọc là chờ thờ ha các bạn. Fetched. Ok, the woman ở đây là không phải y nha. Các nhiều bạn nhầm lẫn cái chỗ này. Cái này động từ chính là fetched,
Vậy ngay chỗ này nó là chủ ngữ. Trước cái động từ là chủ ngữ. Vậy ngay chỗ này nó phải là của. Cái gì của người đàn bà thì lấy cái banh và cái nó. From the river. Trong bài mình là con chó. Hoặc các bạn có thể ghi là a friendly. Friendly dog cũng được. The woman friendly dog hoặc woman dog thôi. Friendly là tính từ bổ nghĩa cho dog. Có không có cũng được. Nhưng mà dog này là danh từ chính phải có. Ok, ngay chỗ này thông tin ha. Một người đàn bà đi qua nè, rồi với một con chó thân thiện. Suddenly the dog jumped into the river and fetched both the ball and the hat. Ok, ngay chỗ này là câu số 6. Tiếp tục câu số 7, họ quyết định dừng chơi. Richard and Elma had throwing the ball, then playing golf. Ở đây mình có ném trái bóng hơn là chơi golf. Vậy có cái gì mà trong cái việc là ném trái banh hơn là chơi golf thì had more fun. Ok, trong bài mình là had more fun ha. Richard and Elma had more fun throwing the ball than playing golf. Ngay chỗ dòng cuối cùng bạn này. Ok, rồi thầy đọc lại lần nữa cho các bạn dò theo. Tí xíu tới phiên mình đọc dịch. Richard and Elma are friends. One day Richard said, Elma, would you like to play golf? Yes, says Elma. Let's go to the park by the river. Elma were brilliant at golf, and the ball went a really long way when she hit it. Richard and Elma saw the ball bounce once on the grass. Then they saw it fall into the river. Oh no, said Elma. The children saw a man who were fishing. Our golf ball went into the river. Can we borrow your net to get it, please? Asked Elma. The man agreed. The children thanked the man and went to find the ball. I can see the ball from here, Elma said. I know if we stand up there on that bridge, we can see better, said Elma. Good idea, said Richard. Let's try. So they took on the bridge and tried to get the ball with the net. Then Elma had fell up her head and into the river too. But then a woman walked past with a friendly dog. Suddenly, the dog jumped into the water and fetched both the ball and the hat. The kids decided to stop playing golf and throw the ball for the dog instead, which were much more fun. That's the end of the story. Okay. Ok, mình qua passage 2, question, read the diary and try the missing word. Write one word on each line. Đọc cái nhật ký, viết cái từ còn thiếu và nhớ là viết được một từ ở trên mỗi cái dòng thôi ha các bạn. Tuesday, ngày thứ ba. Rồi, today was a special day. Hôm nay là một ngày đặc biệt. We went. Nhớ nha nhật ký, ở đây quá khứ luôn. Vậy toàn bộ câu chuyện này mình diễn ra ở quá khứ. Nếu có gặp động từ thì mình chia quá khứ ha các bạn. Rồi. We went out to a restaurant for dinner because my sister Sarah won, là thắng, the first in an art competition. Thắng cái gì mà nhất á, ở trong một cái cuộc thi vẽ. Vậy thì giải nhất là first prize. Ok, first prize. Rồi, chúng tôi đã đi đến một cái nhà hàng để ăn tối bởi vì chị gái của tôi là Sarah nè, đã thắng một cái giải nhất ở trong cái cuộc thi vẽ. Tiếp tục. Sarah chose the restaurant too. The food were delicious. Thức ăn thì ngon ha. And the waiter, chủ ngữ số nhiều thì ở đây were very friendly. Rồi, ở đây có tính từ gì mình điền to be vô là were. Rồi, ngay chỗ này ha. On my birthday, I am là to be rồi. Ở đây to verb to go. Vậy ở giữa này là cái thì tương lai gần là to be going to cộng động từ nguyên mẫu. Vậy I am going to go to a restaurant too. I think I will choose the same once again. Tôi nghĩ rằng tôi cũng sẽ lựa một cái nhà hàng tương tự. One này là đại từ thế cho cái danh từ phía trước là restaurant. Because I like to go back there. Tôi thì muốn đi đến đó, quay lại đó. Như vậy ở đây mình có like to verb. Vậy I would like, khách sáo tức là formal ha, bằng I want đó các bạn. I would like to go back there.
Bởi vì tôi cũng muốn quay lại đó. Now it's very late. Bây giờ rất là muộn rồi. But I'm still awake. Tôi vẫn còn thức. Because I have. Ở đây mình có so much food. Quá nhiều thức đồ ăn là tân ngữ. I tức là chủ ngữ. Have. Cái thì gì mà có have cộng với cái gì đó. Have này nó là trợ động từ, nó vẫn thiếu động từ chính. Tôi ăn nhiều đồ ăn. Dễ ăn mình phải để vô đây là eat. Lấy cậu thứ mấy? Ate, eaten. Have has cộng past participle là động từ có quy tắc thêm bd bất quy tắc. Lấy cột thứ 3. Ok, vậy mình lấy I have eaten so much food. I have had so much food. Rồi, ok, thầy đọc lại cho các bạn. Tuesday. Today was a special day. We went out to a restaurant for dinner because my sister Sarah won the first prize in an art competition. Sarah chose the restaurant too. The food were delicious and the waiter were very friendly. On my birthday, I am going to go to a restaurant too. I think I will choose the same once again because I would like to go back there. Now it's very late, but I am still awake because I have eaten so much food. Rồi, xong. Test 2 ha.